Thưa quý vị, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, từ đầu năm cho đến nay thì Cục Thuế tỉnh Long An đã có nhiều giải pháp để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo đó, Cục Thuế tỉnh Long An đã rà soát lại quy trình hoàn thuế, chỉ đạo các bộ phận liên quan, chi cục thuế các địa phương phân loại hồ sơ, cách thức thu thập thông tin của doanh nghiệp, qua đó phân luồng rủi ro, giải quyết kịp thời những hồ sơ đảm bảo đủ điều kiện hoàn thuế. Đến nay, đạt 100% hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện bằng hình thức điện tử. Trong 6 tháng đầu năm nay, tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử trên 660.000 doanh nghiệp, giải quyết hoàn trên 530 hồ sơ với tổng số tiền gần 2.900 tỷ đồng, trong đó gần 400 hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước với số tiền trên 1.340 tỷ đồng, 140 hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước, hoàn thuế sau với số tiền trên 1.370 tỷ đồng.